sự mà tiêu diệt con người á, nó kinh khủng nhất đó là cái suy nghĩ. Và em đã từng bị điều đó. Khoảng thời gian mà em phải ngừng lại 2 năm để mà em tìm bản thân của mình, và em muốn biết là em mong muốn cái điều gì cho cái cuộc sống này. Bởi vì đó là cái suy nghĩ. Và trước em nghĩ là em sợ tất cả những cái lời nói của mọi người đặt lên mình. Em sợ những cái mong mỏi của mọi người đặt lên mình. Em sợ những cái áp lực mà mọi người đặt lên cho em. Em sợ hết tất cả mọi thứ. Em không biết em có làm được hay không. Em đặt cho em rất là nhiều câu hỏi. Rồi em bắt đầu em nhút nhát hơn, em sợ sệt hơn. Em phải gặp người này người kia, em cũng không biết nói gì với họ. Em không biết giao tiếp như thế nào là đúng. Lúc đó em cứ đặt cho mình là bây giờ làm nghề nữa hay không? Em có đứng vững được trên nghề này nữa hay không? Là bởi vì con người của em nó quá yếu đuối. Nó quá hèn nhát. Mình chỉ mới có 10, 19, 20 tuổi thôi mà đã nhận được cái thành công đó rồi, thì tiếp theo mình sẽ nhận cái phim gì? Rồi xung quanh em không có ai để giúp đỡ cho mình hết, thì mình phải làm sao? Rồi ai sẽ chỉ dẫn cho mình? Quá nhiều câu hỏi cho một đứa trẻ. Rồi em dừng lại. Em bắt đầu em dừng lại, em đi học thôi. Và cái duy nhất mà em có thể làm lúc đó là bổ sung kiến thức cho mình. Và em được gặp cô em, là cái cô mà đã dạy em ở trường sân khấu điện ảnh. Cô dạy cho em rất là nhiều thứ trong cái cuộc sống này, mà mình cứ đặt ra cho mình quá nhiều cái dấu chấm hỏi đó. Ngồi đó trả lời một ngày cũng không bao giờ hết. Thì sao không đi làm đi? Tại sao không thử thách đi? Tại sao không dấn thân vào đi? May đâu mình sẽ có những bất ngờ trong cái cuộc sống này. Mà cuộc sống này quan trọng là những điều bất ngờ, nó sẽ đem đến cho mình những cái niềm vui hoặc là những cái nỗi buồn, nhưng ít nhất đó là những cái trải nghiệm em cần phải có để trưởng thành hơn trên cái bước đường của mình. Và sau 2 năm em quay trở lại với nghề, em bắt đầu bằng một con số 0 cũng được. Lúc đó em đóng những cái vai rất là nhỏ, nhưng em muốn làm. Em muốn làm bởi vì em được trở lại nghề, em được sống với nghề diễn của em thôi, và ít nhất là em được gặp khán giả của mình. Rồi sau đó tự nhiên khi mà em làm, em tìm hiểu về nhân vật, em phát triển nhân vật này thêm một cái giai đoạn khác, nó hài hước hơn, nó dễ thương hơn, và bất ngờ ghi dấu trong mắt của tất cả mọi người và mở ra một cái trang rất là mới. Mình nghĩ là à, đâu có, bản thân mình đang làm được rất là nhiều thứ nếu mình sống đúng với tính cách của mình luôn. Mình đem cái cuộc sống của mình và tính cách của mình vào trong công việc của mình, thì may đâu mình sẽ có được những cái sự thoải mái hơn trong cái việc mà làm nghề này, và hãy nghĩ đơn giản hơn nhiều một tí xíu. Thế là cái cuộc sống của em nó tươi đẹp hơn rất là nhiều chị. Những cái áp lực đó tự nhiên nó cũng tan biến ở đâu đó. Bởi vì những cái áp lực đó mình vẫn có thể giải quyết được, chứ không phải là được. Nhưng chỉ có những cái sự tiêu cực nó sẽ giết mình chết hồi nào mình không thể hay được.